Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nữ hoàng Lục Bình ở Sóc Trăng được công khai xin lỗi sau khi bị điều tra trong vụ án tham ô kéo dài hơn 8 năm. Chia sẻ của khán giả Hoàng Nguyên, số điện thoại 0362 và số cuối 760. Tái diễn tình trạng chó thả rông tràn lan trên các bãi tắm tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa gây bất an cho du khách. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912 và số cuối 456. Nuôi hàu lồng lấn chiếm lòng sông đang đe dọa an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Phản ánh của khán giả Bình Nguyên có số điện thoại 0914 và số cuối 258. Người dân tập kết rác ngay bên đường không tiêu hủy, gây ô nhiễm, mất mỹ quan trên tuyến đường liên xã Iagrang, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974 và số cuối 776. Phong trào xách giỏ đi chợ, hạn chế bịch ni lông của chị em phụ nữ ở Cà Mau góp thêm một thông điệp, một hành động đẹp bảo vệ môi trường. Chia sẻ của khán giả Hà Trung, số điện thoại 0986 và số cuối 565. Thưa quý vị, sáng 28 tháng 5, tại Hợp tác xã Thủ công Mỹ nghệ Ngọc Bích ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với bà Huỳnh Ngọc Bích trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, công nhân hợp tác xã và các cơ quan thông tấn báo chí. Khán giả Hoàng Nguyên có số điện thoại 0362 và số cuối 760 cho biết, đây là vụ án được dư luận quan tâm theo dõi vì kéo dài hơn 8 năm. Đặc biệt, bà Huỳnh Ngọc Bích là người thành lập Hợp tác xã Thủ công Mỹ Nghệ, tạo công ăn việc làm cho hơn 8.000 lao động nhiều tỉnh miền Tây, được người dân tôn vinh là Nữ Hoàng Lục Bình. Trước đó, khoảng tháng 5 năm 2010, bà Bích bị công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố về hành vi tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến công Sóc Trăng là ông Ngô Hồng Phi với 4 người khác về hành vi tham ô tài sản, gồm Nguyễn Quốc Trung, Đặng Minh Út, Nguyễn Thế Vương, Huỳnh Văn Bảy và Trần Tấn Là. Theo đó, Trung, Vương, Út là thuộc cấp của ông Phi. Ông Bảy là cán bộ phòng kinh tế huyện Kế Sách, bà Bích và ông Là làm giám đốc hai hợp tác xã thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu Lục Bình. Hồ sơ vụ án cho thấy, khoảng năm 2006-2007, Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng được giao 39 đề án thực hiện mô hình mở lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Quá trình thực hiện đề án, ông Phi bị cho là chỉ đạo kế toán Út thanh toán không đúng với con số được duyệt, hoàn thành 39 đề án vì tiền đã được tạm ứng nhập quỹ cơ quan do chuyên viên Nguyễn Quách Hồng Quyên đã trốn ra nước ngoài quản lý. Còn Trung, Vương thì bị cáo buộc ăn chia với các chủ nhiệm hợp tác xã để thỏa thuận ký kết những hợp đồng dạy nghề, nhưng chỉ thực hiện một phần và khai man chứng từ thanh toán để chiếm đoạt 402 triệu đồng. Trong đó, bà Bích bị cáo buộc tham ô là 17,6 triệu, ông Phi 30,6 triệu, ông Vương 21 triệu, ông Trung 13,4 triệu và ông Út 17,7 triệu đồng. Sau nhiều năm điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho rằng trong 402 triệu đồng, cơ quan điều tra chứng minh được các bị cáo tiêu xài cá nhân gần 127 triệu đồng, còn lại 283 triệu đồng là chi sai nguyên tắc khi tiếp khách đi công tác. Trong đó, Vương, Trung bị cơ quan công tố quy trách nhiệm tương đương với Phi, Út về số tiền gần 129 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 vào ngày 28 tháng 5 năm 2018, hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra lại để làm rõ nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy hành vi của bà Bích không cấu thành tội phạm, nên ngày 3 tháng 7 năm 2018, cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Bích. Hàng loạt những vụ chó cắn gây thương vong cho người, đặc biệt là trẻ em thời gian vừa qua khiến dư luận bàng hoàng, càng thêm bất bình hơn nữa vì thái độ coi thường sự an toàn của người khác, của những người nuôi chó giữ. Nhưng khó chịu nhất vẫn là phiền phức từ thú nuôi ở đô thị và đặc biệt còn mang theo chó ra những nơi công cộng như là công viên hay bãi tắm, gây nỗi khiếp sợ cho các du khách.
Ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn, có số điện thoại 0912 3 số cuối 456 trên bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nạn chó thả rông dễ bắt gặp nhất là tại bãi tắm Hòn Trồng, Nha Trang. Nhiều con chó rất hung dữ, lớn có, nhỏ có, chạy ngang chạy dọc trên bãi biển, luồn lách giữa những người đang đứng trên bãi. Đáng nói là những chú chó này lại không được chủ dọa mõm. Nhiều con còn gầm gừ khi có người lạ đến gần, khiến người tắm phải né tránh. Được biết, từ nhiều năm nay, ngành chức năng thành phố Nha Trang đã nghiêm cấm người dân đưa chó ra tắm biển chung với người. Tuy nhiên đến nay, ngoài việc dẫn chó ra tắm, nhiều người còn lách luật bằng cách để chó trên bãi khi xuống tắm biển. Những lúc đó, những chú chó không ai chăn dắt đã tự do chạy xuôi chạy ngược trên bãi, gây bất an cho người dân và du khách khi ra đây thư giãn tắm biển. Rất mong hiện trạng trên sớm được ngành chức năng bãi biển Nha Trang ngăn cấm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại các bãi tắm. Nuôi chó cảnh hiện nay như một trò tiêu khiển. Vì thú vui của riêng mình, nhiều nhà nuôi cả đàn chó giữ ngay trong khu dân cư, khiến cho hàng xóm láng giềng cảm thấy lo lắng bất an. Trong khi đó, thả rông chó trong đô thị, nơi công cộng hoặc để vật nuôi gây thiệt hại cho người khác chỉ bị phạt từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Mức phạt này chẳng đáng là bao so với số tiền từ vài chục cho đến hàng trăm triệu mà không ít người đã bỏ ra để có được những con chó nhập về từ nước ngoài. Còn những người không may bị chó cắn phải cực công lui tới hàng chục lần mới nhận được một ít chi phí từ chủ nuôi chó để đi chích ngừa bệnh dại. Điều đó cho thấy sự thiếu trách nhiệm của không ít người nuôi chó. Theo anh Toàn thì trách nhiệm ở đây không phải là đền tiền mà là ý thức việc mình và chó nhà mình có thể gây phiền phức và thiệt hại cho người khác. Chuyển sang một phản ánh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng lấn chiếm dòng sông để nuôi hàu lồng đang diễn ra tại một số nơi trên địa bàn xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Theo quan sát của khán giả Bình Nguyên có số điện thoại 0945 3 số cuối 258, thì thực trạng này không chỉ gây cản trở dòng chảy mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Nuôi hàu lồng trên sông khá đơn giản, chủ yếu dùng nhiều chiếc can nhựa kết lại với nhau nhằm nâng đỡ những chiếc lồng nuôi hàu nổi trong nước và được neo đậu ngay dưới bờ sông. Tuy vậy, thực trạng này rất nguy hiểm cho các phương tiện xuồng ghe lưu thông qua lại, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa, nhất là thời điểm ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế. Chính quyền địa phương cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, có biện pháp ngăn cấm kịp thời, không để phát sinh điểm nuôi mới, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn xảy ra tai nạn đường thủy nội địa trên địa bàn. Khi về với miền biển hay là vùng nuôi trồng thủy sản, chợ cá, chợ hải sản luôn là nơi thu hút nhiều du khách từ phương xa lui tới. Trong ánh nắng mai lấp lánh, những con mực còn nhấp nháy hay là những con tôm bật tanh tách và cả những con cá tươi roi rói vừa chuyển từ ghe lên bờ luôn hấp dẫn người đi chợ sớm. Đặc biệt hơn khi mà đến với huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thì khu chợ cá Cồn Gò ở xã Cẩm Nhượng đem đến cho mọi người không chỉ là hải sản tươi ngon mà cả những nét độc đáo của cuộc sống làng chài đã tồn tại bao đời. Clip được cung cấp tới chương trình từ khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0389 3 số cuối 187. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với cửa lạch dài 400m, chợ cá Cồn Gò cũng là bến thuyền tập kết tôm cá sau mỗi đêm ra khơi. Hàng năm, trung bình có khoảng 800 tàu thuyền trong khu vực và 500 tàu thuyền tỉnh khác cập bến Cồn Gò. Nhờ thế, các ngành nghề dịch vụ, thương mại ở đây cũng mở mang. Nhưng gần đây, nghề đi lộng gần bờ lại hiệu quả hơn. Hải sản khá phong phú, từ cá trích, cá mối, cá nục, cá song, cá lịch, cho đến tôm, cua, mực và ốc, ngao, điệp. Khu chợ cá Cồn Gò ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu hoạt động từ 4 đến 5 giờ sáng khi những chiếc tàu đánh bắt hải sản cập bến. Hải sản được các tiểu thương nhanh chóng đưa lên bờ để đảm bảo độ tươi sống. Ghẹ là một trong những loại hải sản được các tiểu thương thu mua nhiều nhất để phục vụ cho mùa du lịch.
Khu chợ cá Cồn Gò ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những trung tâm cung cấp các loại hải sản như tôm, cua, ghẹ, mực, cá. Đến thị trường trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên nói riêng cũng như toàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung, hoạt động buôn bán tại cảng cá luôn diễn ra nhộn nhịp, sôi động, không chỉ đem đến cho mọi người hải sản tươi ngon mà cả những nét độc đáo về khu chợ cá trên bãi biển tồn tại từ lâu đời. Để góp phần phát triển nghề cá, bà con ngư dân ở xã Cẩm Nhượng và các vùng ven biển ở Hà Tĩnh mong muốn các cấp chính quyền cần nghiên cứu xây dựng cảng cá tại Cồn Gò, Cửa Nhượng để bà con ngư dân nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Trên tuyến đường liên xã từ Làng Đen, xã Ia Tô đi Làng Châm, Làng Hơ Lũ, xã Ia Krang, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai, rác thải sinh hoạt đang được chất thành từng đống ven đường. Theo phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn, có số điện thoại 0974 3 số cuối 776, thì rác phát sinh chủ yếu do người dân sống quanh khu vực thiếu ý thức giữ gìn môi trường, nên đã mang ra và vứt đầy ở hai bên đường. Đi dọc con đường liên xã nối tỉnh lộ 664 từ khu vực Làng D thuộc xã Ia Tô với Làng Châm, Làng Hờ Lũ, xã Grang, có thể đếm được hàng chục bãi rác tự phát với đủ các loại rác thải sinh hoạt. Từ bao bì ni lông, thức ăn thừa, xác chết động vật, mảnh xanh đến vỏ chai đựng thuốc trừ sâu đều được vứt ra đây. Vào mùa nắng, đi qua mỗi điểm chứa rác trên con đường này, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Còn vào mùa mưa, nước mưa cuốn nhiều loại rác thải lan ra khu vực xung quanh, trôi ngược lại vườn của chính người dân nơi đây. Ngoài ra, nhiều loại côn trùng như ruồi, muỗi hay ký sinh trùng khác cũng lấy những đống rác này làm nơi trú ngụ, sinh sôi nảy nở, gây nguy cơ dịch bệnh. Để cải thiện môi trường sống tại đây, khán giả Phan Mạnh Phàn cho rằng, chính quyền xã Ia Tô, huyện Ia Krai cần phải tuyên truyền cho người dân để người dân đổ rác đúng nơi quy định. Đồng thời, xã cần quy hoạch bãi xử lý rác thải để tiêu hủy rác định kỳ. Song song với đó, chính quyền xã cũng cần tuyên truyền để dọc tuyến đường liên xã nối từ Ia Tô đi Ia Krang, huyện Ia Krai, người dân không còn vô tư mang rác thải ra vứt bừa bãi dọc ven đường, làm ảnh hưởng đến bộ mặt nông thôn và gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, tại Khánh Hòa, những ngày vừa qua, người dân khi lưu thông trên đường Mai Xuân Thưởng thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang đều phải thót tim khi mà trông thấy cảnh các công nhân xây dựng đang thi công trên mái một ngôi nhà thờ lớn tại đây mà không hề có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Những hình ảnh này đã được khán giả Vân Hằng, một người dân địa phương ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Đây là công trình xây dựng ngôi nhà thờ rất lớn và cao, nằm sát con đường Mai Xuân Thưởng. Sau khi xây xong phần thô, các công nhân bắt đầu công đoạn lợp mái. Theo quan sát, mái nhà thờ có độ dốc gần như thẳng đứng với chiều cao hàng chục mét. Trong khi đó, các công nhân lại không được trang bị dụng cụ bảo hộ, liên tục đứng ngồi trên lưng chừng mái để vừa làm việc vừa giữ thăng bằng. Nguy hiểm hơn là có công nhân khiêng vác, chuyển vật liệu xây dựng đi ngay trên đỉnh mái nhà thờ, từ đầu này đến đầu kia mà không cột dây an toàn. Chẳng khác nào những diễn viên đang làm xiếc, khiến người đi đường nhìn thấy đều phải thót tim. Trước việc thi công mất an toàn lao động như trên, khán giả Vân Hằng rất mong ngành chức năng quan tâm chấn chỉnh, buộc chủ đầu tư công trình phải chấp hành nghiêm luật an toàn lao động đối với công nhân trong quá trình thi công. Đặc biệt là hiện nay, cả nước đã hưởng ứng đợt phát động về tháng an toàn vệ sinh lao động. Tốt nghiệp đại học ngành thiết kế nội ngoại thất thuộc trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng anh Huỳnh Công Hiền, sinh năm 1984, ngụ ở xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, lại quyết định từ bỏ công việc từ Sài Gòn để trở về quê lập nghiệp. Tận dụng những kiến thức đã học từ ngành thiết kế, qua bàn tay khéo léo của mình, anh Hiền đã thiết kế ra một không gian cà phê cho riêng mình khá độc đáo và lạ mắt, tạo sức hút đối với nhiều người khi mà có dịp ghé qua thành phố Hoa Sa Đéc.
Có dịp ghé thăm và ấn tượng với công trình này, khán giả Hoài Nga có số điện thoại 0986, 3 số cuối 566 đã ghi lại một số hình ảnh và gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Không gian của anh Hiền được thiết kế trên diện tích hơn 500m² ở phường 1, thành phố Sa Đéc. Nơi đây trước kia là một căn nhà bỏ hoang và là bãi đất trống, cây cỏ mọc hoang. Nhưng qua tay anh Hiền đã được hô biến trở thành một không gian cà phê khá độc đáo, vừa hoang dã lại vừa gần gũi. Quán được đặt tên là Xưa, nên nét xưa được thể hiện khá rõ trên từng chi tiết và những đồ dùng tại quán. Điểm độc đáo hơn hết chính là những chiếc bàn để khách ngồi uống nước được chính tay anh thiết kế trên một chiếc máy may cũ. Xung quanh các bàn nước còn xuất hiện những đồ dùng vốn quen thuộc đã đi vào dĩ vãng trong ký ức của nhiều người như máy cassette, tivi đen trắng, máy chụp ảnh, đàn piano, loa phát thanh, xe đạp cũ. Một hình ảnh thú vị nữa khiến mọi người cảm thấy thích thú khi ghé chân đến đây chính là hình ảnh một chú vịt con suốt ngày chạy lẽo đẽo theo ông chủ như bóng với hình. Tận dụng tối đa diện tích căn nhà cũ, phía bên trong căn nhà, anh Hiền thiết kế thêm không gian tranh ảnh, không gian sách để phục vụ những người yêu tranh và thích đọc sách. Trong căn phòng khá yên tĩnh và ấm cúng, khách vừa nhâm nhi thưởng thức tách cà phê, vừa có thể ngắm nhìn những bức tranh bút lửa, tranh siêu thực cùng những bức ảnh body painting do chính anh và các bạn bè sáng tác. Giữa phố phường nhộn nhịp và hối hả, không gian cà phê xưa của anh đã nhắc nhở nhiều người về một ký ức tuổi thơ mà không phải dễ tìm thấy trong thời đại này. Với niềm đam mê hội họa và điêu khắc, để thỏa mãn đam mê của mình, anh Hiền đã đi lượm lặt những tấm gỗ cũ đã qua sử dụng, sau đó thổi hồn vào những tấm gỗ này, biến chúng thành những bức tranh bút lửa đầy sức sống. Hiện tại, trong quán của anh có hàng chục bức tranh khác nhau thu hút nhiều người có cùng sở thích. Ngoài trưng bày tranh ảnh tại quán, anh Hiền còn đang tận dụng diện tích để mở thêm một phòng sáng tác tranh để tập hợp các bạn bè có cùng sở thích để có thể giới thiệu bộ môn nghệ thuật này đến với bạn bè gần xa. Góp thêm một thông điệp, một hành động đẹp bảo vệ môi trường. Tại khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, các chị em phụ nữ đã và đang cùng nhau có hành động thiết thực, đó là xách giỏ đi chợ, hạn chế bịch ni lông. Khán giả Hà Trung có số điện thoại 0986, 3 số cuối 565 cho biết, phong trào này đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo chị em và đã cho thấy những thay đổi tích cực đáng ghi nhận. Hàng ngày, các chị em phụ nữ khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau thường đi đến điểm chợ gần nhà để chuẩn bị cho bữa ăn trưa của gia đình. Thời gian gần đây, có một điểm chung là ai cũng có cho mình một cái giỏ sách. Khi mua hàng hóa, bọc ni lông đều được trả lại cho người bán, kèm theo thông điệp hạn chế sử dụng bọc để bảo vệ môi trường. Những thay đổi đó bắt đầu đại trà hơn từ đầu năm nay. Phong trào xách giỏ đi chợ được hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Thay vì mỗi món hàng một túi ni lông, nay tất cả thịt, cá, rau củ được chị em hội viên phụ nữ bỏ hết vào giỏ. Giỏ được xách đi chợ, đi siêu thị, cùng với đó là hành động đã thành thói quen của mỗi hội viên, nói không với bịch ni lông. Như là cô đi chợ phường tư ngày nào mỗi sáng, ha. Rồi động viên chị em thì chị em nói là nếu mà không sử dụng bọc thì lấy cái gì đựng cho cô, nên nói bỏ đại vô giỏ đi. Hoặc là tới đây mấy chị gói lá chuối hoặc là cái bọc mà bằng giấy tới đây có thể là người ta sẽ chế biến ra cái bọc bằng giấy để mình đựng đồ cho những chị em đi chợ. Riêng chị thì chị cũng nhận thức được cái vấn đề là môi trường. Rồi mình cũng có thể là mình không có cần thiết phải người ta đựng bọc ni lông. Mình kêu người ta bỏ vô giỏ cho mình, rồi mình đem về thì mình chế biến, mình sử dụng thì nó cũng tiện chứ không có cái gì là bất tiện hết.
Có thể nói đây là một cách làm hay của hội viên Hội Phụ Nữ phường 1, thành phố Cà Mau trong việc góp phần bảo vệ môi trường. Mỗi lần từ chối dùng bịch ni lông là một lần họ giúp cho môi trường bớt đi gánh nặng rác thải khó phân hủy, tạo môi trường sống tốt hơn cho chính mình cũng như toàn xã hội. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát trong ngày hôm nay. Sáng ngày 28 tháng 5, tại Hợp tác xã Thủ công Mỹ nghệ Ngọc Bích ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với bà Huỳnh Ngọc Bích trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, công nhân hợp tác xã và các cơ quan thông tấn báo chí. Trước đó, bà Bích bị Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố về hành vi tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, xét thấy hành vi của bà Bích không cấu thành tội phạm, nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Bích. Chia sẻ của khán giả Hoàng Nguyên, số điện thoại 0362 3 số cuối 760. Hàng loạt những vụ chó cắn gây thương tích cho người, đặc biệt là trẻ em, thời gian qua khiến dư luận bàng hoàng, càng thêm bất bình hơn nữa vì thái độ coi thường sự an toàn của người khác, của những người nuôi chó giữ. Nhưng khó chịu nhất vẫn là sự phiền phức từ thú nuôi ở đô thị và đặc biệt là mang theo chó ra những nơi công cộng như bãi tắm, gây nỗi khiếp sợ cho các du khách. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456 trên bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện nay, tình trạng lấn chiếm dòng sông để nuôi hào lồng đang diễn ra tại một số nơi trên địa bàn xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thực trạng này không chỉ gây cản trở dòng chảy mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Phản ánh của khán giả Bình Nguyên, số điện thoại 0945 3 số cuối 258. Khi về với miền biển, chợ cá luôn là nơi thu hút nhiều du khách từ phương xa lui tới. Những ánh nắng mai lấp lánh, những con mực còn nhấp nháy, những con tôm bật tanh tách và những con cá tươi rói rói vừa chuyển từ ghe lên bờ luôn hấp dẫn người đi chợ sớm. Đặc biệt hơn, tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thì khu chợ cá Cồn Gò ở xã Cẩm Nhượng đem đến cho mọi người không chỉ hải sản tươi ngon mà cả những nét độc đáo của cuộc sống làng chài đã tồn tại bao đời. Clip được cung cấp tới chương trình từ khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0389 3 số cuối 187. Trên tuyến đường liên xã từ làng D, xã Ea Tô đi làng Châm, làng Hờ Lũ, xã Ea Răng, huyện Ea Grai, tỉnh Gia Lai, rác thải sinh hoạt được chất thành từng đống ven đường. Rác phát sinh chủ yếu do người dân sống quanh khu vực thiếu ý thức giữ gìn môi trường nên đã mang ra vứt đầy hai bên đường. Phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974 3 số cuối 776. Những ngày qua, người dân khi lưu thông trên đường Mai Xuân Thưởng thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đều thót tim khi trông thấy cảnh các công nhân xây dựng đang thi công trên mái một ngôi nhà thờ lớn tại đây. Mái nhà thờ có độ dốc gần như thẳng đứng với chiều cao hàng chục mét. Trong khi đó, các công nhân liên tục đứng ngồi trên lưng chừng mái để vừa làm việc vừa giữ thăng bằng. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tốt nghiệp đại học ngành thiết kế nội ngoại thất thuộc trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh Huỳnh Công Hiền, ngụ ở xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, lại quyết định từ bỏ công việc lương cao từ Sài Gòn để trở về quê lập nghiệp, tận dụng những kiến thức đã học từ ngành thiết kế. Qua bàn tay khéo léo của mình, anh Hiền đã thiết kế ra một không gian cà phê cho riêng mình, khá độc đáo và lạ mắt, tạo sức hút đối với nhiều người khi có dịp ghé qua thành phố Hoa Sa Đéc. Clip do khán giả Hoài Nga có số điện thoại 0986 3 số cuối 566 chia sẻ với chương trình. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.